Chào mừng quý vị đã trở lại kênh youtube.com gạch chéo đồ gỗ Đức Hiền. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là 24 tháng 5 năm 2016 và chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc sập vụ Vân Moon mang mã số SGM240516. Giải thích cho cái mã số này, tức là SGM là sập vụ Vân Moon, tức là sập tuy là gỗ vụ nhưng vân giống như gỗ moon, và ngày 24 tháng 5 năm 16. Kính thưa quý vị, là ngày hôm qua là ngày 23 tháng 5 là tôi thể theo yêu cầu của một số khách hàng là tôi đã quay chiếc mặt sập này, và sau khi quay xong thì được sự phản hồi của rất đông quý vị, thậm chí là có quý vị bảo là nếu có thể làm cái sập mà vân toàn diện như này kể cả bên dưới nữa thì thương lượng với một cái giá cao anh cũng vẫn đặt, nhưng mà tôi đã trả lời ngay là không thể có chuyện đấy. Và ngày hôm qua thì tôi nói là đã có bộ dạ rồi, nhưng mà do là hôm qua muộn quá, lúc đấy là đã hết giờ làm nên chúng tôi không thể, không còn thời gian để lắp lên. Và ngày hôm nay chúng tôi đã lắp lên đây, thì cái bộ dạ này thì cũng giống như một số bộ dạ trong năm nay tôi làm được độ 3 bộ rồi thì là đã giao lên đường hết rồi. Tiếp theo đến bộ này là đều là các loại dạ vân sụn rất là ghê, còn mặt đây thì đúng là vân mun. Cho nên toàn thể của cái sập này lên thì là đỉnh cao. Đây, bây giờ tôi lia, hôm qua tôi đã lia trên mặt rồi, hôm nay tôi lia nhẹ lại để quý vị xem. Và hôm qua là cây ngay ở trong xưởng tầng 1 ở khu B. Hôm nay tôi đã khênh ra ngoài đường. Và phía bên kia chính là khu A của chúng tôi. Khu A đồ gỗ Đức Hiền, mang số điện thoại 0984 666 999, nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây này, xe đang từ Giáp Bát về đây, xe tôi biết đây. Như vậy xe đi qua và tôi trở lại với cái sập này, thì tôi đang đứng ở bên đầu hồi và tôi lia lại cái mặt để quý vị xem. Những cái sập trước đây cũng đã là đẹp, nhưng mà nó chỉ được cái phần ván bên trong là đẹp như này thôi, hoặc là gần bằng này, nhưng mà lần này tôi quyết định làm cả phần khung cũng đẹp như bên trong luôn. Năm ngoái anh tôi cũng đã làm được một cái sập, cả một năm làm được đúng một cái mà cả mặt cả khung là đều vân đẹp, và cái sập đó đã chuyển vào Sài Gòn rồi. Tiếp theo là năm nay thì đang được cái mặt này là mặt đầu tiên là vân đẹp toàn diện. Thế bây giờ tôi quay đến phần chân. Kính thưa quý vị, là không những mặt đã đẹp nhưng mà chân của nó cũng vô cùng đẹp luôn. Và chất vân là, đây là chất vân xoắn giống như gỗ nu vậy. Còn đây là dạ hồi, vân cũng uốn éo như sông như suối. Và đến chân, chân đúng là tính chất là vụ vân mun. Và đây là dạ tiền với cái vân rất đậm. Những cái cây mà vân đậm thường thường là sẽ mọc ở trong núi, và xác định tuổi của những cây này rất khó, bởi vì là đây, ví dụ như quay đến cái chân này đây, những cái phần mà vân lăn tăn bé tí bám sát vào nhau, mỗi một lượt lăn tăn này là một năm. Và cái chân này, có thể nói cái cây này ở cái đoạn khúc chân này đã là hàng trăm năm rồi. Tôi quay gần lại quý vị nhìn thấy đây, một cái ngón tay này đã phải đếm vào độ khoảng 20-30 năm này. Và đây là hồi tiếp theo. Và theo như đánh giá một cách khách quan công bằng thì hôm qua ta đánh giá là cái sập này là sập mặt 15 điểm. Còn bộ dạ này thì có lẽ là cũng chỉ tạm tính là 10 điểm đến 12 điểm như mọi cái thôi. Như mấy cái hồi đầu năm tôi đã giao rồi, trong đó tôi nhớ là có anh Trần Văn May ở Bình Lục là lấy một chiếc, chiếc rất là đẹp luôn. Và cũng như hôm qua đã báo giá với quý vị thì thôi, về phần giá nó sẽ khó. Tôi muốn là
Bởi vì có những trường hợp là quý khách muốn là tôi báo giá ngay trên clip, nhưng mà đôi khi có những sản phẩm thì có những trường hợp là đi ngay, mà có lúc thì cũng còn thời gian dài mới lên đường. Lúc đấy có thể là gỗ đã tăng giá, cho nên thường là bị tăng giá lên. Còn chúng tôi báo giá trước thì sau này lại bị tăng giá thì sẽ khó nói với khách. Chỉ có là trong thời điểm này thì giá là không đến 60 triệu để quý vị yên tâm. Bởi vì nhiều quý vị thấy là hàng đẹp quá nhưng mà... Alo, đã được hiện đấy ạ. Vâng, tranh gì nhỉ? Em ơi, cái tranh đấy đã dừng rồi. Đấy là tranh bằng gỗ chiêu lưu và hiện nay anh đã dừng không làm nữa. Anh đã để là đã hết. Bây giờ nó... Anh biết rồi. Anh biết rồi. Các dạng tranh giấy gỗ hương được kênh bong giá từ 22 đến 26 triệu. Kích thước từ 31 đến 36 và cao là từ 1m18 đến 1m20. Gỗ hương đỏ hôm nào. Cũng không sao, tại vì anh có cả cái loại mà đục sạn không có chữ nho ở trên thì có chữ vinh hoa phú quý đấy gì. Có những bộ có chữ nho ở trên mà đục sạn nó vừa vừa thì giá nó chỉ độ 7-8 triệu thôi. Hợp chứ, thực ra mình chơi đồ vũ nghệ thì để đâu cũng chả được. Thế em bảo bây giờ nhà nào chả hiện đại. Thế những nhà chung cư người ta hiện đại cỡ nào. Anh hiểu. Mà ốp gỗ xung quanh tường thì phải treo tranh lại khó, vì nó trùng màu. Còn cứ ở tường không thì đã dễ. Đấy, các cái dạng đấy anh vẫn đang còn. Nhưng cái đấy bây giờ em về anh đi bán cho nó đồ 7 triệu. Không cũ, mới chứ sao. À, thế thì em phải đến đây anh mới chỉ cho. Anh có tứ đại mỹ nhân, anh có phúc lộc thọ hỉ, anh có đủ loại nhá. Rồi thì đông bích, rồi thì tứ quý tứ dân các kiểu.